Xin chào phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập toán lớp 1 sách khoa. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập các số đếm 100 trên 174. Bài số 1 viết các số từ 11 đến 20. 11 phải 12 phải 13 phải 14 phải 15 phải 6 phải 7 phải 8 phải 19 phải 20. 21 tới 30. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Bốn tám tới năm mươi bốn, bốn tám, bốn chín, năm mươi, năm mốt, năm hai, năm ba, năm bốn. 69 tới 78. 79 70 71 72 73 74 75 76 77 78. 89 đến 96. 89 là 89 90 91 92 93 94 95 96. 91 đến 100. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100. 100. Rồi, bài số 2. Viết các số vào dưới mẫu vạch tia số. Không, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. 90 91 92 93 94 95 96 7 8 99 100. Viết theo mẫu 30 35 bằng 30 cộng 5. Ở đây là gì? 40 cộng 5. 90 cộng 5. 27 là gì? 20 ta cộng 7. 40 ta cộng 7. 80 ta cộng 7. 19 là bằng 10 cộng 9. 70 ta cộng 9. 90 ta cộng 9. 80 ta cộng 8. 90 ta cộng 8. 20 ta cộng 8. Cái hàng sau này. Cái hàng sau này là của cái hàng này nè, hàng đơn vị nè. Cộng cái phần này nè, là hàng đơn vị, này. 999 nè. Hàng đơn vị này 777 này, 777 này. Hàng đơn vị là 555 nè, 555. Rồi,
Tiếp theo. Bài số 4. 1 cộng cho 4 là bằng 5. 2 cộng 3 là 5. 3 cộng cho 0 là bằng 3. 5 4 là 9. Bằng 8. 7. 8. 8. 0. 9. 5. 2. 9. Sáu, ba, ba, sáu, một, sáu, bảy, ba, không, năm, sáu, năm. Rồi, và hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào các em nhé. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học tiếp theo. Xin chào các em.